Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Bây giờ đang là buổi sáng của ngày 30 tháng 9 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới tất cả quý hàng trên toàn quốc. Mẫu sản phẩm đó là bộ hoành phi có lối lòng mo. Bộ hoành phi có lối lòng mo này được làm bằng chất liệu gỗ gụ Lào 100% và chúng tôi đục thủ công bằng tay. Và bây giờ chúng tôi cũng báo luôn cái kích thước của bộ hoành phi có lối lòng mo siêu khủng siêu dày này. Thì bộ hoành phi có kích thước là dài 2m17, rộng 69. Làm theo đơn đặt hàng của khách hàng ở Quảng Ninh. Và bên trong ván chúng tôi làm dày 2 phân, chạm 4 chữ Vạn Cổ Trường Xuân, đọc từ bên phải sang. Và làm theo yêu cầu của khách hàng thì khách hàng không yêu cầu chúng tôi làm chữ phụ đề phía dưới. Thì quý khách hãy theo dõi hết video này, chúng tôi sẽ giới thiệu các cái bộ chữ nho cho quý khách tham khảo. Đây là bốn chữ Vạn Cổ Trường Xuân và xen kẽ chúng tôi có kèm các cái đám mây và chuyện là chuyện góc lá tây. Bên trên khung chúng tôi làm khuôn 7 phân, chạm cuốn thư, phía dưới chúng tôi chạm hoa hồng và xen kẽ là chúng tôi làm gấm hoa chanh. Khác với gấm ở trong nền là gấm chữ thập. Quý khách đã xem rất nhiều các cái bộ chữ của chúng tôi và quý khách đưa bộ chữ nho không phụ đề. Và câu đối là câu đối lòng mo dài 2m36, dày 4 phân, rộng 26. Đây là chúng tôi làm để đưa vào hậu cung của nhà thờ lớn tại Quảng Ninh. Đầu rơi chúng tôi chạm rất kỹ và tỉ mỉ, được đục tay kênh bong sắc nét. Hàng này là hàng liền khối, không ghép thì giá thành nó sẽ cao hơn. Và câu đối này chúng tôi chạm là tích thiện chí gia khánh hữu dư, 7 chữ. Chữ này chúng tôi làm to 17 phân. Tôi xin nhắc lại chữ đây là tích thiện chí gia khánh hữu dư. Và bên một bên chúng tôi chạm là hướng dương lập trạch xuân vô hạn để đối với nhau. Câu đối này là câu đối lòng mo, bên trên chạm rơi rơi ngậm đồng tiền và phía dưới để chúng tôi chạm quả đào, được đục tay kênh bong sắc nét như trên hình các bạn đang xem đây. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành nhận làm các cái bộ hoành phi câu đối mẫu mã đa dạng, kích thước do quý khách đưa ra. Quý khách thích giá rẻ thì chúng tôi có cái hàng giá rẻ cho quý khách, mà quý khách thích hàng kỹ chúng tôi cũng có, vì chúng tôi là nơi sản xuất trực tiếp không qua trung gian và chúng tôi đã xong bộ nào là chúng tôi giới thiệu luôn. Chúng tôi quay lại phần mộc chi tiết một lượt, sau đó chúng tôi sẽ hoàn thiện sau. Bên này chúng tôi chạm là hướng dương lập trạch xuân vô hạn. Bên trên chúng tôi chạm đầu rơi ngậm đồng tiền. Như ngày xưa các cụ hay gọi là ngũ phúc kim tiền. Toàn bộ nền là chúng tôi chạm nền nền gấm, gấm là gấm chữ thập. Và dày là dày 4 phân, dài 2m36. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành thì có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng lâu năm. Quý khách hãy liên hệ về 0986883349 hoặc 0985226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và đây cũng là mẫu mới nhất của chúng tôi năm 2020. Chúng tôi vừa mới ra. Và cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành thì đã đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Và đã được nhà nước cấp bằng nghệ nhân năm 2018 nên là các cơ sở muốn nhái hàng của chúng tôi sẽ có đơn kiện khiếu nại. Quý khách lưu ý. Quý khách nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bộ kích thước bộ hoành phi câu đối lòng mo bằng chất liệu gỗ gụ Lào siêu khủng siêu dày. Hoành phi chúng tôi làm dài 2m17, rộng 69 và câu đối lòng mo chúng tôi làm dài 2m36, dày 4 phân, rộng 26, hàng liền khối không ghép. Quý khách muốn đặt hoành phi câu đối cho nhà thờ tư gia hay đình chùa miếu mạo, quý khách hãy liên hệ về 0986 883349, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách.
Video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, cơ sở 6, đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định hoặc website nội thất laxuyen.com. Chúng tôi nhận làm hoành phi câu đối kích thước đa dạng mẫu mã, chủng loại. Chúng tôi cũng giới thiệu đây là mẫu hoành phi câu đối lòng mo mẫu mới nhất hiện nay. Phía dưới chúng tôi chạm quả đào đục kinh bong sắc nét và bên trên chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền. Trông rất là dữ. Vào hoành phi thì chúng tôi chạm nền gấm 4 chữ vạn cổ trường xuân và dịch ra nghĩa là muôn đời còn tươi. Làm theo đơn đặt hàng của khách hàng ở Quảng Ninh. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các cái video về đồ thờ cúng bằng gỗ mới nhất. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các cái video clip của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm các cái bộ đồ thờ cúng mới. Xin cảm ơn.